hai bộ cửa nhôm đúc ha, nguyên khối cực đại. Ủa, này nặng 1 tấn này, mỗi dạ. 4 bộ là 4 tấn. Là bộ hai trên hai bộ dưới trên hai bộ. À, hai bộ bên này bên hông nữa đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. À. Gỗ này gỗ gì á? Giá tiền. À, rồi gỗ bán súng, gỗ bán súng. Chắc thì em với mình gỗ tỷ nằm ở hội hội đang ra á. Hội lấy đâu ra? Dạ. Hội được mấy cây đó thôi gì? Em phải mua tất cả mấy tỉnh đưa về. À. Nhưng mà gỗ gỗ chưa tính của ghế này anh làm nhất là 117 khối gỗ. À, 117 khối là ô từ trên. Bảo Điền Bất Sản mến chào quý cô chú anh chị khách hàng. Nay em Điền đang có mặt ở tại biển Hồ Tràm, huyện Xi Măng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. À, biển Hồ Tràm thì thuộc xã Phước Thuận anh chị ha. À, hôm nay gia chủ mình gửi bán một cái bất động sản ha. Siêu phẩm luôn, được gọi là siêu phẩm nhà vườn ha. Không phải là nhà vườn nữa, là một cái biệt phủ. Họ rất là đẹp luôn. Đó thì bất động sản mình đang có là 14 m mặt tiền ha. Sâu vào trong là 45 m ha, rất là vuông vức anh chị. À, có sẵn là thổ cư 50 mét thổ cư rồi. Nói chung là bất động sản mình thì đang quy hoạch là đất ở đô thị ha, mình có thể lên thêm theo cái thổ cư mà mình mong muốn. À, thì đất xã thì không cần giấy phép xây dựng gì đâu anh chị ha. À, thì tương lai xã Phước Thuận sẽ lên thị trấn đó, hồi nãy em Điền cũng có nói rồi. À, thì xíu nữa em Điền sẽ đi vào đây review chi tiết bất động sản này nha. À, rất là đẹp luôn. Rồi em Điền sẽ mô tả cái vị trí em Điền đang đứng trước ha. Thì vị trí em Điền đang đứng đây là được mặt tiền đường nhựa, đường có tên là đường ODA anh chị. Hướng trước mặt mình đi khoảng là vài trăm mét thôi là mình đụng ngay tỉnh lộ 328. Đường đó là đường trục chính huyết mạch đi xuống biển anh chị ha. Rẽ phải mình đi khoảng 2 cây là mình xuống biển Hồ Tràm, ngã tư Hồ Tràm. Còn rẽ bên tay trái mình sẽ đi ra trung tâm thị trấn Phước Bửu cũng như là trung tâm huyện Xuyên Mộc ha. Di chuyển ra ngoài đó thì khoảng đâu đó là 8 cây số anh chị. Cũng tương đối là gần ha. Gần đây thì có trường tiểu học nè. Nói chung là tiện ích tiện nghi ở đây thì đầy đủ anh chị. Và xung quanh, đặc biệt xung quanh bốn xã mình đa số là đất nghỉ dưỡng nhà vườn rất là nhiều ha, và homestay này kia cho thuê rất là nhiều đó, mô hình kinh doanh nghỉ dưỡng. Còn cái hướng ngược lại đây thì mình đi khoảng đâu đó là 500 mét thôi mình sẽ đụng ngay đường ven biển anh chị. Và ra đó mình sẽ gặp những cái resort ha, như là Century và Tràm Hồ Tràm vân vân. Nói chung là tất cả những cái dự án lớn nằm ngoài đó ha, khoảng 500 mét thôi. Thì cái đường trước mặt đây đang là đường đất thôi, nhưng mà quy hoạch của nó là mở nhựa đi thông ra đường bên biển đó, chưa làm thôi chị, chuẩn bị làm rồi. Còn rẽ bên tay trái mình đi tiếp tục đường đi ODA, mình đi thông ra được tỉnh lộ 328 luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào quay chi tiết bất sản này nha. Thì như đầu video em cũng có nói rồi, ngang là 14 mét, sâu là 45, tổng diện tích là hơn 600 mét vuông ha, và có sẵn là 50 mét thổ cư rồi đó. Trước cổng mình thì gia chủ mình làm cổng bằng nhôm nguyên khối hết ha, nhôm đúc. Mấy cái cổng này không là mở tiền anh ha, nên cái cổng này không là 240 mấy triệu đấy, cái cổng không là 200 mấy thôi. Còn bốn cái bộ kia, bốn cái bộ cửa kia này hết 1 tỷ. Bốn bộ là mỗi một bộ nặng 1 tấn. Đã quá đã nè. Không nuôi cá coi nữa anh, cá coi còn cá khác. Này cũng là hồ cá thôi, nhưng mà hệ thống lọc không hoạt động á. Không thì mình phải xử lý. Dạ. Đi vào trong là cái nhà nghỉ mát, nhà uống nước trà, cà phê. Cái bộ hồ nông bộ hả? Giống bộ hồ nông bộ. Bên này trồng chim. Nói chung là cái này thì cũng không thiên về trồng cây lắm. Nhưng mà một biệt thự khủng mà. Đây, đi vào trong thì bên này là cái chỗ để xe của mình nha. Chỗ để xe này. Và trong nhà toàn bộ nội thất làm bằng gỗ giá trị. Yeah. Tổng cái nhà mình thì đang có là bốn bộ nhôm nguyên khối này ha. Đó. Mỗi bộ là 1 tấn á. 4 bộ, đây một bộ hai bên hông, một bộ ở trên hai bộ nữa. Tất cả gỗ đây là gỗ giá trị hết à.
17 khối anh, 117 khối luôn, 117 khối tổng hết cái gỗ của mình luôn ha, tất cả nhà này kia gỗ kia đó, là phòng này kia là gỗ giá trị hết. Dạ, dạ. Giá trị nhà không là 12 tỷ rồi chị, mà năm 2017 nha. Đó. Anh xây nhà cơ ngơi này là hết 17, 13, 12, 13 tỷ rồi. Đấy, cái lục bình này khủng, nhìn khủng luôn anh chị ha, gỗ quý hiếm à. Đó. Có đồng hồ cổ đây luôn, đồng hồ lắc. Đây là cái khu vực bàn thờ của mình ha. Nói chung là gia chủ mình thì bên đạo này là cái chỗ này thì sẽ để là hình chúa ha. Còn bên này là thờ cúng ông bà hồi này. Đây. Khu vực này là bàn ăn chị ha, bàn ăn ngồi uống nước trà, cũng là phòng uống nước trà, phòng cà phê luôn. Còn dưới này cũng là bàn ăn luôn ha. Đó, tất cả gỗ nguyên khối hết nè, bếp nút này đó, nằm đây. Bên đây là hướng đường bên hông, mở cửa bên hông ha. Đây cũng là cái bộ cửa nhôm nguyên khối ha. Đó, nhìn rất là đẹp, rất là khủng luôn anh chị. Đó. Vị trí cách biển khoảng 500m. Đó, nhà để xe ha. Khu phía sau này thì không có gì để quay, thì nói chung là cái chỗ để kho thôi, để đồ linh tinh thôi. Đấy. Còn bốn xã mình đang có là 3 phòng ngủ ha. Dưới đây một phòng, ở trên trên lầu 2 phòng. Nhìn này, phòng tắm với toilet riêng dưới này ha. Đó, cái khu vực bồn tắm khu. Đấy. Cửa kính này, toilet này. Có cái bồn nước, bồn tiểu đây ha. Đó. Trên này có những cái bộ ấy này. Bộ thuyền gỗ này. Đó, anh sưu tầm đó. Rất là đẹp. Cái tủ chân rượu van. Cái đầu bò tót này. Đây là cái mũ cao bồi anh chị. Gia chủ mình cũng siêu tầm luôn. Rồi bây giờ em Điền sẽ lên trên phía trên tầng ha. Toàn bộ gỗ trong nhà thì em Điền nói đó, gỗ giá trị hết ha, gỗ quý hiếm. Gỗ, gọi là gỗ này thì về cái độ cứng thì khỏi nói rồi, rất là cứng và chắc chắn. Còn đây là bộ bàn ghế uống nước trà nha. Rồi bên hông này mình có thể nhìn ra là thấy biển luôn chị, biển và những cái resort nằm ngoài đây ha. Đó, đó, bên này, này thì có Milia với lại này kia đó, resort Cham này, Santori này, vân vân, nằm ngoài đây hết ha. Đức ngoài đó thì báo theo biển thì Đức thuê 50 năm hết ha, những cái resort luôn. Còn Đức này thì đang là sở hữu bệnh viện này, Đức thổ cư bình thường ha, Đức dân ha. Đó. Bên hướng bên này mình có thể thấy là view núi, view view biển, bên thấy được The Run luôn, The Run Hồ Tràm. Còn dưới này, đây là một phòng ngủ nữa ha. Hình như là có 4 phòng ngủ anh chị, trên này 3 phòng ngủ rồi. Đây một phòng, hai phòng này, một phòng này, toilet với đồng tắm dưới này, riêng dưới này ha. Cửa sổ nhìn lối phía sau. Ở trên, ở đây cũng có là phòng luôn này, là phòng gỗ hết. Và cái mặt tường này ốp bằng gỗ hết anh chị ha, gỗ giá trị, là bằng gỗ hết. Cơ người khủng anh chị, nói chung là kẹt tiền lắm mới bán thôi, chứ còn không phải là đầu tư để bán lại đâu. Đó, cái căn nhà rất có tâm huyết. Đây là phòng sảnh này, tập phòng tập gym và cái phản này. Đó. Và đây cũng là bộ cửa nhôm nguyên khối này, hồi nãy mình có nói đó, 4 cái bộ cửa nhôm nguyên khối, một bộ là một tấn ha. Nặng 1 tấn. Đó, toàn bộ lắp bằng thủ công hết. Đó, ở hướng này thì của chú anh chị có thể thấy ngoài kia The Run Hồ Tràm này ha.
và có thể thấy giáo xứ luôn này. Đó. 16 tỷ tổng bất động sản này ha, hơn 600 mét vuông. À, ngang là 14 mét tiền ha, sâu 45. Đây là ban công này. Đó. Quá là khủng luôn anh chị. Thì bất động sản này gia chủ mình bán là để lại toàn bộ hết nha. Chỉ đem những cái bộ sử dụng cá nhân thôi chị. Cái này thì em không biết là rùa thật hay của rùa giả, nhưng mà em nghĩ là thật. Rùa bự ha. Và cá sấu nè. Cá sấu thật nha. Cá sấu nguyên con. Anh Điền quay ở ngoài thì quay lại một lần nữa cho cô chị có thể ngắm ha. Ở trước thì có hai sư tử đá này. Khủng. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm bất động sản này liên hệ ngay em đi nha, với số điện thoại 0788668834. Cảm ơn cô chú chị đã quan tâm và theo dõi kênh của anh Điền nha. Và em Điền cũng xin được hẹn gặp lại cô chú chị những video clip lần sau của em. Xin chào.